Hello, ngày hôm nay thì mình sẽ đập hộp ví lạnh Ledger Nano S này và hướng dẫn các bạn cách xài ví lạnh khi mà giao dịch crypto như thế nào nhé. Ok, thì ví này mình mua với giá 1.590.000. Thiết bị này được gọi là ví lạnh Cold Wallet. Ví được thiết kế nhìn không khác gì một chiếc USB và sẽ có hai nút bên hông để các bạn bấm vào thao tác. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử cắm ví vào máy tính để test cho mọi người xem. Khi vừa cắm vào thì màn hình sẽ tự động sáng và có dòng chữ Welcome. Để thao tác điều hướng thì các bạn sẽ bấm vào nút phải hoặc là trái. Còn nếu mà muốn xác nhận, kiểu như là nút Enter trên máy tính thì các bạn nhấn giữa hai nút cùng một lúc. Ở đây nó kêu mình lên trang web tên là ledger.com/start để tiếp tục. Ở đây họ hướng dẫn là phải download phần mềm Ledger Live về máy tính nha mọi người. Sau đó các bạn cứ đọc hướng dẫn, lưu ý là nó sẽ cho các bạn một số câu hỏi trắc nghiệm để đảm bảo là bạn đã đọc hướng dẫn rồi. Nếu mà trả lời đúng hết thì mới được thao tác tiếp nha. Sau đó ở trên Ledger thì các bạn chọn Setup as New Device, rồi chọn mã pin. Nút phải sẽ là tăng số và nút trái sẽ là giảm số nha. Và chọn xong số nào thì bấm hai nút cùng một lúc để đi tiếp. Xác nhận lại mã pin một lần nữa và lúc này thì ví sẽ hiện lên cho bạn 24 từ khóa và đây sẽ là seed phrase của bạn. Nếu mà bạn có làm mất ví hay là ví bị hư thì khi mà có 24 từ này bạn vẫn có thể chuyển sang ví khác xài được như bình thường. Sau khi mà máy hiện từ khóa số 1 thì bạn hãy ghi lại. Cứ hiện ra từ nào thì bạn ghi lại từ đó vào giấy. Khi nào đủ hết 24 từ thì thôi. Và giờ máy nó sẽ kêu bạn là xác nhận lại một lần nữa. Ví dụ từ 1 là transfer, file, adult hay là end. Bạn đối chiếu lại tờ giấy, chọn đúng từ rồi bấm hai nút cùng một lúc để xác nhận. Làm như vậy cho đến khi nào mà đủ hết 24 từ thì thôi. Ok, your recovery phrase is set là xong. Lưu ý là tuyệt đối bảo mật, không chia sẻ cho bất kỳ ai 24 từ khóa này của bạn. Bạn cứ bấm next tới khi thấy your device is now ready là ok. Bây giờ bạn vào lại app này, bấm chữ add account ở bên cột trái, chọn crypto asset, device và sau đó bạn bấm hai nút cùng lúc để xác nhận. Và bây giờ bạn đặt tên bất kỳ cho ví này rồi bấm chữ add account, sau đó bấm chữ done là xong. Giờ các bạn đăng nhập vào ví MetaMask, bấm chữ connect hardware wallet, chọn ví Ledger. Ở đây bạn muốn thêm bao nhiêu ví thì tích vào bấy nhiêu. Ví dụ ở đây mình chọn 10 ví, bấm chữ unlock. Đó, thì lúc này trên MetaMask nó sẽ hiện ra 10 tài khoản vừa chọn với chữ hardware ở bên cạnh. Giờ mình sẽ thử lấy một ví Ledger 1 này để gửi tiền. Bấm vào chữ send, dán địa chỉ ví nhận vào. Mình sẽ gửi BNB qua mạng Binance Smart Chain nha. Bấm chữ next. Lưu ý là bạn phải cắm ví lạnh vào máy tính, chọn Ethereum app để tiếp tục giao dịch. Khi mà mình bấm confirm thì lúc này trên màn hình ví lạnh nó sẽ hiện ra thông tin giao dịch như là số tiền là bao nhiêu BNB, địa chỉ ví người nhận, mạng BSC, phí gas là bao nhiêu BNB, xác nhận giao dịch và gửi hoặc là hủy giao dịch. Bạn bấm hai nút cùng một lúc để xác nhận nha. Đó, như vậy là xong. Lưu ý là ví chỉ hoạt động khi bạn cắm vào thiết bị khác và phải nhập mã pin để mở khóa. Tại sao cần phải làm 7749 bước phức tạp như vậy để xài một cái ví lạnh? Bởi vì đây là ví offline, tức là hoàn toàn không kết nối với internet, cho nên là hacker sẽ không hack được, kể cả virus cũng không thể tấn công được, nên tài sản của bạn sẽ được an toàn tối đa 100%. Bạn có thể tự Google sự khác nhau giữa ví lạnh và ví nóng để có thể có thêm kiến thức nha.